Anh dậy rồi đấy à? Em về lúc nào đấy? Anh vẫn còn chưa tỉnh cơ đấy. Anh nhìn kỹ lại xem đây là đâu. Sao anh lại ở đây? Anh không nhớ gì à? Thế mà dám chạy xe từ nhà sang tận đây cơ đấy. Anh nhớ là anh với Khang ở nhà mình cơ mà. Anh say đấy à? Lê à? Lê này, chuyện hôm trước ấy, em cũng như em nghĩ đâu. Khó nói quá. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh say lắm rồi, đi về đi. Lúc đấy không phải như em nghĩ đâu. Sự là tình huống đấy em không biết đâu. Cấp bách lắm. Em không muốn nghe anh nói nữa, anh đi về đi. Anh về đâu được chứ? Mẹ ơi, anh là vợ anh, vợ anh ở đâu? Anh ở đây. Anh Binh. Đây. Anh say lắm rồi, đi về đi. Không về, anh nhớ em lắm. Anh say lắm rồi, bỏ em ra. Anh Binh. Tối hôm qua anh có nói gì linh tinh không đấy? Anh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, bố đang chờ đấy. Minh dậy rồi hả con? Con chào bố ạ. Hôm qua uống đâu mà say thế? Dạ, con hơi quá chén ạ. Bao nhiêu lần ngồi uống với tôi, chả thấy anh say tí nào. Thế mà khi say, lại nhớ nhà bố thế. Dạ. Con giấy phép ạ. Ở nhà với bố thì nằm đến tận bảnh mắt ra, cơm bưng nước rót đến tận miệng, gọi cũng chả buồn dậy. Thế mà chồng vừa đến một cái, dậy rõ sớm phục vụ chồng đến nơi đến chốn. Đúng là bố nhờ phúc con rể đấy. Con mời bố ạ. Sáng nay con xin phép bố cho con được đón vợ con về nhà. À hay. Em đã đồng ý đâu. Anh vẫn chứng nào thật ấy, chỉ muốn làm theo ý của mình thôi. Thì tính anh nó thế. Ăn đi con. Nghe máy đi kìa. Không, người ta lại chờ. Em đây ạ. Lệ à, anh sang đón em đi gặp khách hàng như hôm qua đã tính nhé. Chiều nay em có việc đột xuất, em sẽ tự đi xe ạ. Em có nhắn tin cho anh rồi nhưng mà chắc anh chưa kịp đọc. Dạ vâng ạ, gặp anh sau ạ. Ăn đi con. Vâng ạ. Con mời bố ạ.